Đây là bộ anime nơi những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Hitler và Oda Nobunaga không thực sự chết, mà họ được mang sang dị giới để thực hiện những nhiệm vụ tối quan trọng như chữa bệnh cho lợn, dạy súc vật làm nông, dạy ngoại ngữ cho yêu tinh, tàn sát động vật quý hiếm và giấy lên binh đao thay đổi lịch sử thế giới mới. Drifter, những kẻ lưu giả. Câu chuyện bắt đầu tại trận chiến Sekigahara, một trong những trận chiến nổi tiếng ở Nhật Bản, diễn ra giữa đông quân do Tokugawa Ieyasu chỉ huy và tây quân do Ishida Mitsunari lãnh đạo. Đây là giai đoạn cuối của cuộc chiến. Phe đông quân đang sắp chiến thắng. Các gia tộc phe tây quân dắt díu nhau rút lui. Trong đó có cả nhà Shimazu. Toyohisa, nhân vật chính, là một chiến binh của nhà Shimazu, biết khó mà toàn quân nguyên vẹn, nên anh dẫn binh lính quyết tử chặn hậu để câu giờ cho thủ lĩnh là chú mình rút lui về Kagoshima. Bởi vì chỉ cần về được Kagoshima thì quân Shimazu sẽ không thể nào thua được. Đám quân chặn hậu nhanh chóng bị tiêu diệt. Toyohisa rủ dũng mãnh, lại còn đòi lấy đầu Naomasa, một tướng phe địch, nhưng quả bất địch chúng. Anh bị xiên giáo chi chít vào người. Toyohisa bèn dùng đến đỉnh cao của võ học, rút súng ngắn bắn thẳng vào Naomasa, khiến cho hắn ngã ngựa và trọng thương. Quân của Naomasa vội đưa chủ tướng về, bỏ mặc Toyohisa ở lại. Nhìn như cái báo cáo tài chính của Koka, anh ta gần đất xa trời vẫn đòi lấy đầu tướng địch, nhưng cũng chẳng thể nào mà dí theo đoàn quân được nữa. Mưa đổ xuống, Toyohisa cố tìm đường về nhà. Anh đi mãi, đi mãi, đang đi trong rừng thì lạc mĩa nó vào một cái hành lang với vô số những cánh cửa kỳ lạ, và ngồi chễm chệ ở đó là một ông đeo kính. Dù Toyohisa chả biết kính là gì, mặc cho Toyohisa liên tục kêu gào đòi về nhà, ông ta cứ lặng lẽ ghi chép trên một tờ giấy nhìn như là hồ sơ về anh. Rồi bỗng một thế lực vô hình nào đấy kéo Toyohisa vào một trong số những cánh cửa cạnh đó, dịch chuyển anh tới một đồng cỏ xanh, đồng cỏ thạch lam. Vì ở đây có hai đứa trẻ, chúng là những đứa trẻ thuộc tiên tộc và định kiểm tra kẻ lạ mặt vừa mới xuất hiện. Toyohisa vẫn chưa chết, anh nhìn hai sinh vật tai nhọn thì cứ tưởng đây là địa ngục và chúng là quỷ, cơ mà chưa kịp hỏi được gì, Toyohisa lại lăn ra bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Ở thế giới này, những kẻ như Toyohisa được gọi là Drifters, và lãnh chúa nơi này cấm tiệt việc giúp đỡ Drifters. Cơ mà vì bản tính thiện lành, hai anh em tiên tộc vẫn khiêng Toyohisa đi, mang anh tới một tòa thành đổ nát. Gần đến nơi thì có một giọng nói bảo họ dừng lại hoặc là bị găm tên vào mồm. Người đe dọa là một cung thủ với nét đẹp của nữ giới và cái chân thứ ba của nam giới. Sau khi nghe hai anh em kia lắp bắp giải thích lý do chúng đến đây, tay cung thủ tắt chế độ thù địch và bảo họ để Toyohisa lại. Hai anh em cũng cun cút trốn luôn, vừa đi vừa cầu nguyện không bị lãnh chúa phát hiện và trừng phạt. Còn về phía tay cung thủ thì anh ta không phải là người duy nhất ở tàn tích này, mà còn có một ông chột. Họ quyết định chữa trị cho Toyohisa sau cơn mê man. Toyohisa tỉnh dậy và cầm kiếm lao luôn về phía ông chột mắt, thét hỏi ông ta là ai. Ông này thì cũng cứng, cứng như khẩu hoa mai mà ông chĩa ngược vào mặt anh. Nhìn vào gia huy hình hoa mộc qua được vẽ phía sau ông ta, Toyohisa đoán ông ta là người của gia tộc Oda. Nhưng anh không ngờ ông ta không chỉ là người của tộc Oda, mà ông ta là Oda luôn. Oda Nobunaga, người đã đặt nền móng thống nhất Nhật Bản, một lãnh chúa nổi tiếng tàn bạo với kẻ thù, được gọi là quỷ vương. Nhưng quỷ vương này lại không cầm rice đi meet, mà là quỷ vương của 6 vùng trời, với thành tựu từng thiêu sống 20.000 người, nằm chễm chệ ở đầu portfolio. Toyohisa nghe ông ta tự xưng như vậy thì điếu tin, vì Oda chết từ khi Toyohisa mới chỉ có 12 tuổi, làm gì có chuyện ngồi đây chém gió. Và thế là anh lại xông tới một lần nữa, nhưng một mũi tên bắn tới ngăn anh lại. Tay cung thủ đã can thiệp và kêu Toyohisa khỏe rồi thì vặt lông gà đi còn ăn tối, chứ rảnh quá mà đánh nhau. Và thế là cả ba chuyển sang gạt lông. Và sau bữa tối, Toyohisa bắt đầu kể cho Oda vì chi tiết chương trình S-Cam đến từ Cellphones, sự kiện giảm giá đặc biệt chào mùa tựu trường cho sinh viên, với các chương trình giảm 5% với giá trên ưu đãi, giảm đến 50% khi mua phụ kiện như chuột và tai nghe, giảm hẳn 3 triệu khi mua đồ Apple như MacBook, iPad, iPhone. Bạn muốn đổi laptop cũ lên đời laptop mới, Cellphones giảm thêm cho bạn 3 triệu. Chương trình ưu đãi kéo dài tận 3 tháng, cùng anh em trở lại trường vật lộn với đồ án. Tất cả những gì bạn cần để tham gia chỉ là mang theo thẻ sinh viên. Link chi tiết ở dưới phần mô tả và bình luận. Về cái chết của ông ở thế giới cũ, theo những gì anh biết, rằng Oda bị phản bội bởi Akachi Mitsuhide và bị đốt thành than ở chùa Honnoji từ 18 năm trước rồi. Oda liền kêu lên là ông chỉ vừa mới bị dịch chuyển có 6 tháng, làm gì mà đã đến 18 năm. Oda kể rằng khi ông cùng với đội hộ vệ của mình là Ranmaru tìm cách thoát thân khỏi Honnoji đang cháy rừng rực, bỗng nhiên ông xuất hiện ở một hành lang màu trắng với vô số những cánh cửa, cùng với anh đeo kính giống như Toyohisa đã từng thấy. Gã công thủ liền bảo rằng cũng đã gặp người đàn ông đó. Anh ta tên là Natsu Suketaka Yoichi, cung thủ huyền thoại của Nhật Bản thời chiến tranh Genpei, người có thể găm tên vào một chiếc quạt phất phơ trên đỉnh cột buồm của một con tàu chiến Taira.
Và thời anh ta sống là từ tận 500 năm trước, khi Toyohisa kể về những thay đổi kể từ khi Oda bị dịch chuyển, như việc Toyotomi, Hideyoshi hay Tokugawa, những kẻ mà Oda từng khinh thường, giờ đã nắm quyền lực đủ kiểu. Những người thân tín nhất của Oda đều đã lìa đời. Con trai ông cũng đã bị tên phản bội Mitsuhide giết chết ở Nijo. Và gia tộc Oda hùng mạnh giờ chỉ còn là thuộc thần của Tokugawa, khiến cho Oda vừa tức, vừa buồn cười, vừa xót xa. Thành quả cả đời người của Oda đã bị cuốn phăng. Yoichi cũng đã nói rằng anh cũng đã rất bất ngờ khi biết các thế lực ở thời đại của anh giờ đều đã tuyệt diệt. Cả ba cứ thay phiên làm nhau ngạc nhiên, không biết rằng ở đằng xa có một cô gái đang theo dõi họ và báo cáo tình hình qua một quả cầu ma thuật. Cô là người của tổ chức Octobris. Tổ chức này đóng vai trò gì thì từ từ tôi sẽ giải thích. Ở một khu vực khác, một thành viên khác cũng của tổ chức Octobris cũng đang báo cáo về việc phát hiện ra hai Drifter đang xô sát với nhau. Đó là một ông già bịt mắt và một ông già trong trang phục quý sở tộc La Mã. Ông bịt mắt chửi ông La Mã là đồ ăn cắp. Ông La Mã cũng không hiền lành gì mà chửi lại. Cứ thế hai ông già văng đầy nước miếng vào mặt nhau. Roman hèn hạ ăn cắp. Úi giới, Katage là bọn dầu sổ ấy. Rồi tiếp tục đánh nhau chí chóe. Gã thành viên Octobris báo cáo lại tình cảnh này cho đại giáo chủ và liền nhận được lệnh phải ngăn họ lại. Nếu không thế giới này sẽ bị hủy diệt. Nghe bí ẩn phết. Còn tại ngôi làng của tiên tộc gần tòa thành đổ nát, ngôi làng của hai đứa trẻ đã cứu Toyohisa. Chúng đang bị la mắng vì việc lang thang trong rừng và cứu Drifter là trái lệnh lãnh chúa. Và nếu để bị lộ ra, rất có thể sẽ bị xử tử. Nhưng mà khéo lo, vì đằng nào vụ này lộ ra mất rồi còn đâu. Tay sai của lãnh chúa đã đến tận cửa làng tiên để trừng phạt rồi. Toyohisa, Oda và Yoichi đang ngủ với nhau, kiểu ngủ thật ấy, thì bị đánh thức bởi bản năng cảm biến chiến tranh và cùng nhìn về cột khói bốc lên từ phía làng tiên. Oda giải thích với Toyohisa về chủng tộc này, một chủng tộc có tai dài và tóc vàng, đã bị xâm lược bởi đại đế quốc OT của loài người và phải làm nô lệ. Và nhìn tình hình hiện tại, ông đoán rằng ngôi làng đang bị tấn công. Nhớ đến việc được cứu bởi hai đứa trẻ tiên tộc, Toyohisa nhanh chóng phi thẳng tới trước, bảo là bản năng nhà Shimazu nó thế. Điều đó gây hứng thú cho cả Oda và Yoichi. Cả hai cùng quyết định chạy theo Toyohisa. Họ gặp được hai đứa bé tiên tộc người đầy máu đang chạy ngược về phía họ đầy tuyệt vọng. Trong khi quân lính của đế quốc OT đuổi giết sau lưng, gã tay sai cưỡi ngựa đuổi theo còn chưa kịp định thần khi thấy Drifter xông tới họ, thì Oda đã sử dụng đỉnh cao võ thuật Hỏa Mai Quyền, tặng hắn một viên kẹo đồng nằm xông đất ngay lập tức. Toyohisa tiếp tục lao vào chém giết. Toyohisa nhanh chóng cứu được hai đứa trẻ, nhưng vì nhìn anh như con quái vật nhất kiếm đoạt mạng, mấy đứa trẻ tiên thậm chí còn hoảng sợ hơn. Khi Toyohisa đang cố gắng trấn an hai đứa, thấy xác lũ lính vũ trang đầy đủ, Oda lập luận rằng cướp thì không thể nào áo mũ bó cẩn như này được. Đây chắc hẳn là quân của lãnh chúa vùng này. Sau đó ông nở một nụ cười và nói rằng sẽ chiếm lấy làng này, khiến cho cô gái tổ chức Octobris cảm thấy bất ngờ. Ngay cả đại giáo chủ khi nhận được tin tức cũng cảm thấy thắc mắc. Là cái thằng cha này thực sự định làm như thế ư? Và làm kiểu gì? Trong khi đó tại làng tiên, gã chỉ huy đám tay sai bắt đầu sai lính lùa tiên tộc ra khỏi nhà và đốt nhà của họ. Những tiên tộc khốn khổ tội nghiệp chỉ có thể hỏi tại sao lại làm thế với họ. Vì bố mày thích. Mấy cái chuyện trừng phạt vì giúp đỡ Drifter chỉ là cái cớ. Gã chỉ huy chỉ muốn tàn sát tộc tiên. Ông anh trai của hai đứa trẻ tiên tộc cãi lại, bảo là sao lại đánh dân, lại còn nô dịch nam giới và bắt cóc nữ giới, giờ lại xử họ vì giúp người khác, rõ ràng là chỉ tìm cách ép chết họ. Cuối cùng thì các ngươi cũng đã nhận ra rồi à? Và thế là hắn bắt đầu cuộc tàn sát. Người anh trai của hai đứa trẻ van xin hãy dừng lại và tự nguyện dâng mạng của mình. Gã chỉ huy trả lời bằng cách xiên luôn con trai của trưởng làng, đồng thời nói với người anh rằng hắn sẽ để anh sống để nhìn thấy hai đứa em của anh ta phải chết. Chưa kịp dứt câu thì một tên lính chạy vào báo cáo rằng cánh đồng đang bốc cháy. Điều này khiến gã chỉ huy rất tức giận vì cánh đồng này là vựa lương thực của vùng đất và vẫn còn chưa được thu hoạch. Kẻ đốt cánh đồng chính là Oda. Quỷ vương cho rằng loài người tồn tại nhờ lương thực và lòng tự tôn. Khi mất một trong hai thứ thì họ có thể dựa vào thứ còn lại để tiếp tục cam chịu tồn tại. Nhưng khi đã mất cả hai thì họ sẽ tức giận và tìm cách bạo loạn. Đó là chiến lược của Oda, học được từ một kẻ thù năm xưa, giáo phái Iko Iki, sử dụng để kích động người dân đi theo họ. Giờ quỷ vương đã sử dụng đúng kế sách này để nhằm khiến tiên tộc bị dồn vào đường cùng. Quỷ vương cười khẩy và nói rằng ngọn lửa làm ông nhớ tới Nagashima, nơi mà Oda đã dựng hàng rào gỗ và thiêu sống 20.000 người tín đồ của Iko Iki trên núi. Để rồi đến cuối cùng, ông cũng bị vây trong lửa. Thật đúng là nghiệp quật chẳng chừa một ai. Nhìn cánh đồng lúa bị bốc cháy, những tiên tộc chỉ biết bàng hoàng đứng nhìn. Quân lính đế quốc OT cũng ngỡ ngàng. Gã chỉ huy ra lệnh đám tay sai dập lửa, nhưng ngọn lửa đã lan ra quá nhanh. Và Toyohisa cũng đã xuất hiện rồi. Kiếm thuật của anh là kiếm thuật một chém, cứ một đòn lại lấy một mạng, khiến đám quân lính và chỉ huy đế quốc OT sốc toàn tập. Cứ mỗi lần Toyo hiện hình trong đám khói mịt mù là đám quân lính đế quốc lại thiệt đi mất một người. Gã chỉ huy gào thét ra lệnh đám lính giết Toyohisa, nhưng chúng giờ chỉ muốn vứt vũ khí mà chạy thôi.
Vì đối đầu với anh chả khác gì Creep đánh với Yasuo full đầu full cấp. Hai đứa trẻ tiên tộc cũng xuất hiện và chạy về phía anh trai mình, khiến ông anh vừa mừng vừa sợ. Anh cảnh báo Toyohisa nên cẩn thận với gã chỉ huy, vì hắn là một hiệp sĩ, kẻ có năng lực chiến đấu được rèn luyện chứ không phải là nông dân. Toyohisa sau đó đối mặt thẳng với tên chỉ huy và đòi lấy đầu của hắn. Tên chỉ huy vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt thượng đẳng, hỏi Toyo: "Mày có biết bố mày là ai không?" Sau khi nhìn xác của tiên tộc đã bị hắn giết hại, Toyohisa trả lời luôn: "Bố mày là ai này?" Tầm này thì Toyohisa cũng chả thèm cái đầu của hắn luôn, vì hắn chỉ là một tên hèn hạ chứ chả phải chiến binh đích thực. Những tên lính còn lại sợ hãi bỏ chạy đều bị Yoichi xử đẹp hết. Sau khi gã chỉ huy luôn mồm xin tha, Toyohisa không đánh nữa mà cầm thanh kiếm đưa cho ông già tiên tộc vừa có con trai bị giết chết và bảo ông hãy ra đằng kia mà trả thù. Cái tên hèn hạ đã giết hại con trai ông phải trả thù. Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng nhìn vào cử chỉ của anh, ai cũng hiểu anh đang muốn ông làm gì. Sau sự bàng hoàng ban đầu, từng tiên nhặt lấy vũ khí rồi họ xiên gã chỉ huy, đến khi nhìn hắn giống như một cái lưới đánh cá. Tin tức về ngôi làng tiên tộc được Samurai giải phóng xuất hiện trên tờ báo của người đàn ông đeo kính, và điều đó khiến một cô gái nhỏ rất khó chịu. Không rõ mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng cô bảo rằng có gửi thêm Drifter thì cô vẫn sẽ thắng thôi, và tuyên bố En của bé gái sẽ thắng đám Drifter của anh đeo kính. Đội quân của Hắc Vương đại diện cho các En mà bé gái vừa mới đề cập đã bắt đầu cuộc xâm lược vào khu vực ở phía bắc đế quốc OT, và chúng có đủ lực lượng để làm điều đó. Đại giáo chủ của Octobris lúc này cảm nhận được khu vực biên giới phía bắc sắp bị tấn công, nhưng trái ngược với sự lo lắng của đại giáo chủ, binh lính ở đây đều rất tự tin và kiêu ngạo khi cho rằng khu vực bắc thành là không thể bị thất thủ, kẻ địch sẽ không thể vượt qua được những bức tường thành này. Đại giáo chủ bèn đi gặp ban chỉ huy, muốn họ nghe theo lời chỉ đạo của hai ông già đánh nhau lúc nãy. Nhưng dĩ nhiên là họ khinh thường hai ông cụ Drifter, nhìn vừa đói rách vừa điên khùng. Ông già La Mã mặc dù không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng ông vẫn thấy sự khinh miệt trong điệu bộ. Còn ông già chột mắt thì chỉ thấy buồn tiểu, và cuối cùng xón cả ra quần. Đám chỉ huy thấy vậy thì lại càng cười khinh. Ông già bí mắt cũng cười, cười vào sự già nua của mình. Ông già La Mã vốn hay chí chóe với ông, giờ lại tóm áo gã thủ lĩnh và nói với hắn rằng cái người mà bọn chúng vừa cười cợt đã từng một thời là nỗi kinh hoàng của cả đế chế La Mã, tới độ dù bọn chúng có 1 triệu quân chưa chắc đã đánh bại được ông ta, bởi ông ta chính là Hannibal, không phải Hannibal Lecter mà là Hannibal Barca, vị chỉ huy thiên tài của Carthage, cơn ác mộng thực sự của Rome, cha đẻ của chiến thuật. Còn ông già La Mã lại chính là Scipio Africanus, kỳ phùng địch thủ của Hannibal, người đã giúp La Mã thoát khỏi cơn ác mộng của Carthage trong trận Zama, dù rằng trước đó ông cũng suýt bỏ mạng khi đối đầu với Hannibal. Tuy nhiên đại giáo chủ thuyết phục Scipio dừng tay và nói rằng cả Hannibal và Scipio phải rời khỏi đây, chỗ này về cơ bản là hết cứu rồi. Và đúng thế thật, En đã bắt đầu tấn công. Khi lính gác dưới chân thành đang hoảng loạn thì thấy hai Drifter ăn mặc nhìn khá là cao bồi đang than phiền về việc bị dịch chuyển quá đột ngột. Chưa kịp mua gói 3 số, nhưng quái nhân của En xuất hiện. Những con chim trên đầu chúng truyền đi tin tức Hắc Vương đã tới. Hắc Vương lúc này là một người đàn ông mặc áo trùm che kín mặt, cầm theo một cây gậy có hình chuồn chuồn, bắt đầu ra lệnh toàn quân tấn công. Hàng đống quân lính và quái vật của En bắt đầu lao lên, bất chấp tên đạn từ trên thành xuống. Những tên đi đầu chấp nhận hy sinh để tạo thang leo lên mặt thành. Các chỉ huy của En dưới quyền Hắc Vương cũng xuất hiện. Họ bao gồm Hijikata Toshizo, phó cục trưởng của đội Shinsengumi, tổ chức cảnh sát bảo vệ Crypto thời kỳ chiến tranh Boshin, chết vì ngộ độc mayonnaise. À không, chết vì bảo vệ những tàn dư cuối cùng của Mạc Phủ. Jean Ork, nữ tướng vùng Orlin đã giúp Pháp chống lại Anh trong cuộc chiến tranh trăm năm, bị phản bội và hỏa thiêu do quy kết tội là phù thủy. Anastasia Nikolaevna Romanova, nữ đại vương công của Nga, đã bị giết cùng gia đình Sa Hoàng bởi mệnh lệnh của chính phủ Xô Viết, đều được Hắc Vương ra lệnh tham gia chiến đấu. Chỉ còn lại một người vẫn ở phía sau Hắc Vương và hỏi có phải ông ta muốn hủy diệt thế giới hay không. Đó là Minamoto no Yoshitsune, vị tướng lừng danh đã đánh bại gia tộc Taira và giúp nhà Kamakura trở thành shogun đầu tiên ở Nhật, đồng thời là chỉ huy cũ của Yoichi. Hắc Vương hỏi Yoshitsune có định theo phe Drifter hay En, và Yoshitsune bảo bên nào không hack thì theo. Với ưu thế số đông và sở hữu rồng lửa, quân của Hắc Vương tấn công Bắc Thành một cách dễ dàng. Những con rồng tiêu diệt quân lính trên mặt thành, giúp quân En đổ bộ vào vô cùng thuận lợi. Đại giáo chủ đang định dẫn Scipio và Hannibal đi thì bất chợt một cánh cửa mở ra từ không trung và một chiến cơ tiêm kích Zero của Nhật xuất hiện. Viên phi công tuy bất ngờ một lúc vì thế giới này quá xa lạ, nhưng nhanh chóng ổn định lại máy bay. Trân châu cảng à? Đây chính là Kano Naoshi, một trong những phi công ace của quân đội đế quốc Nhật Bản, với thành tích bắn hạ 25 máy bay chiến đấu. Tuy nhiên đại giáo chủ không có thời gian để nhận biết, nên chỉ tập trung tìm cách ra lệnh sơ tán Scipio và Hannibal. Cùng lúc đó, cánh cổng Bắc Thành bị phá vỡ bởi Hijikata. Anh sở hữu năng lực triệu hồi các hồn ma đồng chí Shinsengumi của mình và tấn công vào quân phòng thủ. Việc cổng thành bị phá khiến Bắc Thành nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Những kẻ kháng cự hoặc bỏ chạy đều bị Jin Ark dùng năng lực lửa thiêu sống, hoặc bị đóng băng bởi công chúa Anastasia. Quân đội của En tràn vào trong thành như thác lũ, tàn sát tất cả những gì chúng nhìn thấy trên đường đi, bao gồm cả phụ nữ không có thai và đàn ông đang cho con bú. Tuy nhiên, nhìn thấy người dân Bắc Thành bị lũ rồng thiêu sống, phi công Kano Naoshi liên tưởng ngay đến tiêm kích Mỹ, thế là anh chọn được mục tiêu cho mình. Đại giáo chủ thì dẫn Scipio và Hannibal tới chỗ hai chàng cao bồi và yêu cầu họ hộ tống hai bố già này chạy thoát khỏi đây. Đại giáo chủ hỏi hai ông già rằng với sức mạnh này của En, liệu họ có thể chiến thắng? Scipio thì nói rằng phải xem xét cái đã. Còn Hannibal thì thản nhiên khẳng định rằng không hẳn là bất khả thi. Điều đó giúp đại giáo chủ nở một nụ cười trên môi. Vì hai thiên tài quân sự mà đã quả quyết như vậy thì nghĩa là họ vẫn còn hy vọng. Vậy nên anh đã ra lệnh cho tất cả lên đường, bỏ lại Bắc Thành cháy ngổn ngang phía sau. Hai chàng cao bồi đánh xe ngựa ra khỏi thành, theo sau là sự săn đuổi của quân đội En khi nhìn thấy họ. Những tên lính En cố gắng đuổi để tiếp cận cỗ xe ngựa đều nhanh chóng đi bán muối vì ăn phải kẹo đồng. Từ khẩu súng lục ổ xoay và khẩu Gatling gun của hai anh cao bồi, hai người cao bồi này không ai khác chính là Billy the Kid và Butch Cassidy của băng nhóm Wild Bunch, một băng nhóm cao bồi cực kỳ khét tiếng và nguy hiểm ở Hoa Kỳ miền viễn Tây hoang dã, đủ để lên mấy bộ phim Hollywood. Đám quân của En tuy đông và thiện chiến, nhưng đứng trước Gatling, chúng sinh bình đẳng. Đã bị bắn thành thịt băm thì có bò gà lợn gì cũng như nhau. Hannibal thấy thứ vũ khí này thì hào hứng vơ lơ, vì ông nhận ra ngay uy lực và tiềm năng của nó. Với hỏa lực áp đảo, cỗ xe ngựa đã nhanh chóng thoát được ra khỏi Bắc Thành. Khi một con rồng định chặn họ lại, thì nó bị chiếc tiêm kích Zero của Kano Naoshi bắn hạ, trước sự sửng sốt của những người trên xe. Tuy nhiên, Kano Naoshi bị cuốn theo trận chiến và biến mất. Cỗ xe thì an toàn chạy ra khỏi khu vực giao tranh. Nhưng Bắc Thành đã lọt vào tay Hắc Vương chỉ trong một buổi, tiếp tục ra lệnh cho toàn quân truy đuổi những Drifter đã trốn thoát. Trong khi đó, ở phía nhóm của Toyohisa, bộ ba thiện lành này bằng cách nào đó đã tóm được cô gái theo dõi họ bấy lâu. Cô ta là Ominu, aka Ngực Khủng, một trong những pháp sư trẻ tuổi của tổ chức Octobris. Cô giải thích cho họ về Drifters và bản chất của En, những Drifters đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là vô nhân đạo và tàn ác hơn. Khác với các Drifter là những kẻ chỉ tiếc hành động vì lý tưởng riêng của họ, En chỉ quan tâm tới việc tàn sát và hủy diệt thế giới. Đó là lý do tổ chức Octobris được thành lập, nhằm bảo hộ cho các Drifter dịch chuyển đến đây và ngăn chặn các hành vi của En. Tất nhiên là nghe cô nói thì ba người kia cũng chả hiểu gì. Thậm chí Oda còn cho rằng Octobris là một lũ ngốc. Tuy nhiên, Ngực Khủng giải thích rằng các En không chỉ đơn thuần là tàn độc, có vẻ họ phải có một mối thù đủ sâu sắc với thế giới thực, tới mức tất cả những gì họ muốn làm ở thế giới này là sự tàn sát và hủy diệt. Oda bèn hỏi về chiến lược của Octobris. Ngực Khủng trả lời rằng thuyết phục lãnh chúa giao lại quân đội cho các Drifter. Thế là Oda xác định luôn tổ chức này toàn lũ ngốc. Vì dù ở bất cứ thời đại hay thế giới nào, kẻ cầm quyền luôn sẽ nắm giữ quân đội và chắc chắn sẽ không bao giờ giao binh lính cho người khác. Dù cho Ends có thực sự mạnh tới mức nào đi nữa, các lãnh chúa có bị kề dao vào cổ đi chăng nữa, thì chúng vẫn thà tự sát chứ chẳng giao binh của mình cho ai. Vậy nên giờ mà muốn huy động quân đội thì chỉ có một cách là chiếm quyền kiểm soát cả đất nước. Oda đề xuất ngay, Toyohisa sẽ nắm vai trò là thủ lĩnh và tổ chức Octobris sẽ hậu thuẫn phía sau họ với mục tiêu là lật đổ đế quốc OT. Trong khi đó, ở phía Bắc Thành, Hắc Vương nghe lại báo cáo thương vong từ một En khác là Rasputin, một kẻ giả danh tu sĩ và giật dây, lũng đoạn chính trị của nước Nga trong thời kỳ suy tàn của Sao Hoàng trong Thế chiến thứ nhất. Của quý của ông ta đến nay vẫn được cất giữ ở Viện Bảo tàng Saint Petersburg. Hắc Vương là một nhân vật bí ẩn, được lũ quái vật tôn thờ và chỉ cần chạm nhẹ là có thể chữa khỏi thương tích cho binh lính của mình. Với lý do từng bị con người phản bội, Hắc Vương thề rằng sẽ tận diệt loài người. Hắn giờ cho loan tin Bắc Thành đã thất thủ ra xung quanh. Hắc Vương cũng yêu cầu các Ents nhanh chóng tìm kiếm và săn đuổi các Drifter chạy trốn, không để cho họ tập hợp lại với nhau. Về phía Naoshi, viên phi công Nhật đã bắn hạ đám rồng ở Bắc Thành. Chiếc tiêm kích Zero của anh đã hết nhiên liệu và buộc phải hạ cánh. Nhưng anh không đơn độc ở nơi anh hạ xuống. Cơ mà chả sao, vì gan anh còn to hơn cả họng súng máy bay anh. Trở về ngôi làng tiên tộc thì mọi người vẫn đang tranh luận xem nên đầu hàng hay bỏ trốn. Vì sau khi giết đám tay sai của lãnh chúa thì kiểu gì quân đội cũng sẽ đến san phẳng ngôi làng. Cả lũ đang hoảng loạn thì Toyo, Oda và Yoichi xuất hiện. Ba người đưa ra giải pháp chiến đấu. Nhưng làm thế nào để nói với họ điều đấy? Ngực Khủng có thể giúp họ làm điều đó. Với những lá bùa Google Translate, chỉ cần gắn lên người là có thể giao tiếp với bất cứ ai trong thế giới này. Oda tỏ ra hứng thú về mấy lá bùa, vì ông nhận ra nó giống với các lá bùa mà các âm dương sư ở Kyoto hay sử dụng. Sau khi nghe Ngực Khủng giải thích thêm về những người Elf, một chủng tộc sống trong rừng nhờ săn bắn, sống rất lâu, bắn cung rất giỏi và quan trọng là lòng tự trọng rất cao, Oda liền bảo cho Toyohisa phải nói với chúng chính xác những gì ông dặn. Thế là theo lời lão, Toyo khích tướng lũ tiên, ngoáy vào cái lòng tự trọng của chúng. Anh nhắc về quá khứ kiêu hùng của tộc tiên và bảo rằng nếu chúng chọn sống hèn hạ, tổ tiên sẽ rất xấu hổ vì chúng. Thế là tiên tộc cáu và quyết định theo cậu chiến đấu.
Nhìn thấy cách Toyo dẫn dắt người tiên khiến Oda mỉm cười, vì nó làm Oda nhớ tới con trai của ông, Nobutada. Cơ mà, cuộc chiến sẽ diễn ra sớm thôi. Oda khẳng định luôn là quân OT đang trên đường đến rồi, và tốn cùng lắm 2 ngày để đặt chân đến cổng làng mà thôi. Không khí trong làng liền căng thẳng hơn. Tiên tộc van xin bộ ba giúp đỡ họ, vì họ không hề có kinh nghiệm chiến trường. Sau khi OT xâm lược các chủng tộc, người lùn, thú nhân và tiên, tất cả đều bị nô dịch, đi làm nông dân, công nhân, thợ mỏ. Đế chế OT đã tuyên bố chính sách chúng sanh bình đẳng, loài người thượng đẳng. Bạn không phải con người thì bạn là đáy xã hội. Oda nói rằng điều đó cũng khá tốt, vì nó dồn các chủng tộc khác tới đường cùng, và việc đế chế phải dùng vũ lực đàn áp thay vì chính sách các thứ, chứng tỏ đế chế cũng không đủ khả năng kiểm soát những vùng đất này. Còn về việc đón đánh quân OT, có ai lý tưởng hơn lũ hiếu chiến nhà Shimazu? Đúng như kỳ vọng, Toyohisa có một kế hoạch, y như Oda dự đoán. 2 ngày sau, quân OT tới với binh lực tầm 200 người, nhưng ngôi làng trước mặt chúng đã trống rỗng, không còn một ai ở lại. Giếng nước thì bị đổ phân vào, lương thực cũng đã bị vét sạch. Thế là quân OT bắt đầu hoang mang. Nhóm Toyohisa và người tiên đã sớm rút về phía tòa thành đổ nát. Tại đây họ bắt đầu phân phát vũ khí cướp được từ mấy toán lính tay sai, và dự định sẽ tấn công đám quân của OT vào buổi đêm. Tiên tộc có vẻ không giỏi dùng kiếm, nhưng lại là những cung thủ tuyệt vời. Oda thì thích làm mấy cây phóng lợn, vì theo ông thì nó mới là bá chủ chiến trường. Chỉ cần đưa nó vào tay một thằng trẻ trâu cùng con quay trắng, hoặc kể cả là một ông nông dân, là đã có thể xiên chết một samurai luyện kiếm từ bé. Toyohisa cũng tiện thể nhắc luôn rằng Mitsuhide, gã đã phản bội và thiêu sống Oda tại Honnoji, sau đó cũng đã bị giết bởi một người nông dân. Thế là Oda hớn ha hớn hở, bảo là nếu trở lại được sẽ miễn thuế cho cái làng đấy trong một năm. Nhưng thứ vũ khí mà họ nhắm đến không phải chỉ là giáo mác gậy gộc. Oda và Toyohisa mang xác lính chết đem trộn với phân, bùn và lá cây để tạo thành kali nitrat. Để làm gì? Dĩ nhiên là để làm thuốc súng đen cho súng hỏa mai rồi. Ngực khủng liền kêu sao mấy người vô nhân đạo thế. Nhưng cả Toyohisa và Oda đều cho rằng con người chết thì cũng chỉ trở về với đất, và làm thế này thì cũng vẫn có lợi hơn so với là để chúng thối rữa mà chả thu được gì. Oda cử luôn ngực khủng và tổ chức Octobridge đi tìm những núi lửa ở vùng đất này và cạo lưu huỳnh để có thể chế thuốc súng. Súng là bước ngoặt lớn trong lịch sử chiến tranh, và Oda biết rằng với súng, lợi thế của ông là vô kể. Cơ mà súng đã đủ chưa khi mà quân địch còn có rồng, có các Ents với sức mạnh quái thai vờ lơ. Cuộc chiến của họ sẽ có trong video thứ tư tuần sau. Và tôi Quản Quạ xin chào và hẹn gặp lại.